Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với phần 84 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 84 này là xèo rển. Xèo rển là tiểu nhân. À, chúng ta nghe cái tựa đề có vẻ hấp dẫn phải không ạ? Thì đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước. Để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. x i m ọ i người chúng ta bắt đầu nghe n 小人一天，小乐对保罗说：“保罗，你好高啊！”保罗说：“不是我很高，是因为你们都是小人。”小乐听后很生气的走了。保罗感到很奇怪：“我只是想说，中国的女孩长得比较小，很可爱。” 为什么小乐那么生气呢？那是因为中文里“小人”有另外一个意思，是指喜欢打小报告的人，是一个不好的词。虽然以前“小人”也指长得小的人或小孩，但是现在很少用了。现在中国人听到“小人”，都会觉得你在骂他，所以小乐听到保罗说他是“小人”。 当然就生气了。小人，一天，小乐对保罗说：“保罗，你好高啊！”保罗说：“不是我很高，是因为你们都是小人。”小乐听后很生气的走了。保罗感到很奇怪，我只是想说。 中国的女孩长得比较小，很可爱。为什么小乐那么生气呢？那是因为中文里“小人”有另外一个意思，是指喜欢打小报告的人，是一个不好的词。虽然以前“小人”也指长得小的人或小孩，但是现在很少用了。现在中国人听到“小人”，都会觉得你在骂他。 và vừa rồi các anh chị và các bạn nghe và nắm được nhiều không ạ à? bây giờ mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé chủ đề của nó là xèo rễn. xèo rễn là tiểu nhân đúng với cái nghĩa mà chúng ta vẫn hiểu đó là chỉ những cái người rất là xấu chuyên tìm cách hãm hại người khác có thể thông qua lời nói hoặc là hành động gì đó Ngoài ra từ xèo rỉnh này còn có một nghĩa khác nữa là chỉ những cái đứa trẻ nhỏ. Nhưng trong phạm vi của bài thì là nó đúng với cái âm hán Việt của nó luôn là tiểu nhân. Như vậy mình mắng ai là đồ cái thứ tiểu nhân hay thằng đó là tiểu nhân gì đó là một cái một cái lời mắng rất là nặng nề đấy. Rồi chúng ta vào bài nào. Xèo rỉnh y thiên là có một hôm. Xèo lơ tuy bào lỗ có một hôm tiểu lạc mới nói với bào Lỗ, bào Lỗ là thằng paul là tên một cái người nước ngoài nó dịch sang tiếng trung quốc dịch âm thôi xèo lưa tuy bào lũa số tiểu lạc nói với bào Lỗ, bào Lỗ, nỉ hào cao à bào Lỗ à bạn cao quá hào đây là bằng với từ hình đấy hào cao có nghĩa là hình cao bạn cao quá bào Lỗ số à, bào Lỗ mới nói Bố sư của hành cao. Bố sư của hành cao không phải tôi rất cao đâu. Sư yên quê, nì mênh tôi sư xào rỉnh. Sư yên quê, tôi sư xào rỉnh. Bởi vì các bạn đều là những tiểu nhân. Nó nó dùng từ xèo rỉnh ở chỗ đó. Xào lơ thiên hồ, tiểu lạc. Sau khi nghe xong, hình sân si ta, chỗ Rất tức giận mà bỏ đi tức là hai người đang ngồi uống nước hay rồi chuyện gì đó đó thì mới xảy ra cái việc như vậy rồi xèo lơ thiên hô hình sân si sân si là nổi giận à, sân si tới chỗ là nổi giận mà bỏ đi bảo lúa cảm to rất sĩ quay bảo cảm to rất sĩ quay Bào lỗ cảm thấy rất là kỳ lạ Càng to hình sĩ qua Càng to đây là cảm thấy Cảm thấy trong cái suy nghĩ của mình gì đó Thường hay dùng từ này, từ càng to này Còn nếu mình cảm thấy ngoài da thịt Ví dụ cảm thấy nóng lạnh rồi đói bụng rồi đó Những cái giác quan thì thường dùng trẻ á Nhưng nó cũng không có cái ranh giới nào rất rõ ràng Rồi, bào lỗ càng to hình sĩ quái, Bào lỗ cảm thấy rất là ngạc nhiên chỉ quay cũng có những cái nghĩa khác nữa Ở đây thì là ngạc nhiên Hay là kỳ lạ, cảm thấy rất kỳ lạ cũng được Quả trừ sư sẹn số Tôi chỉ là muốn nói Tức là tôi chỉ muốn nói Quả trừ sư sẹn số Trung của tờ hải Tràng bị chéo xèo Trung của hải là những cô gái người Trung Quốc Tràng tơ bị chéo xèo Tức là trông là khá là nhỏ nhắn Bị chéo xèo tràng tơ thì chúng ta không cần dịch đâu có đôi khi thì chúng ta dịch là trong ví dụ thá tràng tơ hình phéo len cô ấy trông rất đẹp thá tràng tơ hình có anh ấy rất cao hoặc cũng được không cần dịch thì thôi còn không anh ấy trong rất cao rồi tràng tơ cái nghĩa gốc nó là lớn lên gì đó nhưng mình không có dịch như vậy được tràng tơ dùng để nói đến bề ngoài là được rồi như vậy giải thích lại chỗ này của trừ xứ sàng số tôi chỉ là muốn nói Trung của tờ nữ hải, những cô gái người Trung Quốc. Tràng tới bị treo xẹo, à, trong trông rất là nhỏ nhắn, hạnh khờ ai. Rất đáng yêu, rất dễ thương. Khờ ai âm hắn việc là khả ái đó. Quê mơ lơ, sân Tại sao tiểu lạc lại nổi giận như vậy? Quê sư yên quê, đó là bởi vì nà sư yên quê. Trung Quẩn Lì tức là Han ngữ Lì đó ở trong tiếng Hoa, ở trong tiếng Trung. Xèo rỉnh dù liên quan gì cơ di <laughs> sơ. Xèo rỉnh tức là cái từ tiểu nhân đó, bỏ trong ngoài kép đó đó. Dù liên quan gì cơ di <laughs> sơ nó còn có một cái nghĩa khác. Sư trự là để chỉ. Xì khoan tả xèo báo cáo tờ rỉnh. Rồi tả xèo báo câu, tức là những... Tả xèo báo cáo tức là báo cáo láo chiên đâm thọc báo cáo láo hoặc là chuyện có nói không chuyện không nói có với cái dụng ý là hãm hại người khác thì gọi là um, tả tả báo cáo như vậy đây là sư trự xì khoán tả xèo báo cáo tôi rảnh tức là chỉ những cái người thích đâm thọc chăm chọc hãm hại người khác sư dĩ cơ bố họ tôi sửa là một cái từ không tốt cái từ mà nó mang cái nghĩa không tốt nghĩa tiêu cực á sư cơ sư dĩ cơ bố họ tới sửa à, tiếp theo nữa suy rãnh suy rãnh là tuy à, tuy suy rãnh gì xén tuy trước đây xèo rỉnh dễ trừ tràng tới xèo tới rỉnh khu xèo hải. Tuy rằng trước đây, cái từ tiểu nhân cũng chỉ là dễ trừ, tràn tới xèo tới rễn, khu xèo hải, cũng chỉ cho những cái người không có to con, tức là những người mà vóc dáng không có to cao á, tràn tới xèo tới rỉnh chỉ những cái người mà vóc dáng nhỏ, khu xèo hải hoặc là những cái đứa trẻ nhỏ. Tan sư sen dai khẩn xào dung là, nhưng mà bây giờ là rất ít dùng rồi tan sư là nhân xin ra khánh sào dung là bây giờ rất ít dùng tức là xin ra bu chản dung là không có còn thường xuyên dùng nữa xin ra trung quốc rảnh thiên to xèo rảnh hiện nay người trung quốc mà nghe đến cái từ tiểu nhân á, từ xèo rảnh này nè xin ra trung quốc rảnh thiên to xèo rảnh tô huy trẻ đều sẽ cảm thấy trẻ ta là sao nè nị trái ma ta là bạn đang chửi bạn đang chửi họ Tôi hơi Chế Số là bảo số Tha sư là cho Xào thiên tiểu lạc nghe được Bảo lô nói Cô ấy là xào rỉnh tức là tiểu nhân Tăng rảnh sân si Đương nhiên là đã nổi giận rồi đương nhiên là nổi giận thì đây là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị phải không các bạn nó muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta học một cái thứ ngoại ngữ nào đó thì phải học cho kỹ cái ý nghĩa của từ và dùng trong bối cảnh nào cho phù hợp để tránh gây ra những cái sự hiểu lầm ở đây thì có thể giải thích được nhưng có những cái hiểu lầm mà rất khó có thể giải thích để cho người ta chấp nhận À, cho nên là học ngoại ngữ thì chúng ta hãy nắm từ và cách sử dụng nó cho thật là chắc chắn. Và tiếp theo nữa thì à, xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người người Trung Quốc người ta đọc lại một lần nữa. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. <laughs> 不是我很高，是因为你们都是小人。小乐听后很生气的走了。保罗感到很奇怪，我只是想说中国的女孩长得比较小，很可爱。为什么小乐那么生气呢？那是因为中文里“小人”有另外一个意思，是指喜欢打小报告的人，是一个不好的词。 虽然以前“小人”也指长得小的人或小孩，但是现在很少用了。现在中国人听到“小人”，都会觉得你在骂他，所以小乐听到保罗说他是“小人”，当然就生气了。và đến đây thì mình xin kết thúc phần tám mươi bốn này chúc mọi người học thật vui và hiệu quả và trong cái mùa dịch bệnh này thì mình cũng chúc các bạn cùng với những người thân những người trong gia đình được an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé. Xin chào mọi người.